OK, chào hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tô màu cái ảnh nha các bạn. Wow, một cái ảnh như thế này. Rồi, OK, sẽ tiến hành tô luôn ha. Mấy ảnh như thế này thì ở bên trong mình sẽ tô cho nó cái màu đen nha các bạn. Đó, mình nghĩ cái chỗ tròn tròn mình sẽ tô màu đen cho nó này. Đó, sẽ tô màu đen, tô dạng xoay tròn các bạn. Mình không biết là nó có rõ hay không nhưng mà sẽ cố gắng làm tô ha. Đó, nice rồi. Rồi tiếp tục ở đây. Rồi trong cuốn phớt cũng đẹp hết rồi. Rồi OK, thêm một cái tô cho nó cái màu vàng, màu vàng ở vòng ngoài ha. Ở sẽ tô dùng một màu vàng ở vòng ngoài này, mình sẽ vừa tô vừa dặm luôn nó thôi các bạn ha, để nhìn cho nó đẹp nhất có thể. Đây, nice. Nice luôn. Wow, như vậy nữa nè. Rồi khá đẹp các bạn, đó màu vàng đi ha. Rồi ở vòng ngoài này mình sẽ tô cho nó một màu có cảm giác đậm đà chút, xanh cái này, đó cho cảm giác đậm đà một chút, đậm đà hương vị. Tô cho nó màu xanh như thế này dùng ngoài cảm giác đậm đà thật. Đó, bây giờ mình sẽ tô từ từ và nhẹ nhàng từ tốn các bạn. Có nghĩa là sao các bạn? Mình sẽ tô một lần một thôi. Mình sẽ cố gắng mình dặm nó cho nó đều ha, để mình tô một lần một dặm đều rồi. Tô nhẹ 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 rồi chúng ta dặm thôi. Trồng củ chuối vải rồi. Cứ vừa tôi vừa dặm như thế này cho mình. Nice. Rồi tiếp theo nè. Cứ vừa tôi vừa dặm, nha các bạn. Vừa tôi vừa dặm thì mà nó sẽ đẹp hơn. Sau khi mà mình tô xong thì các bạn xem mà. Wow, nice luôn. Tuyệt vời. Dặm ra thôi. Dặm cho mắt cái trắng trắng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tô cho nó màu đỏ ha. Đỏ nước ngoài. Đỏ nè. Đỏ dứt ngoài như thế này ha. Nhìn xinh xỉu luôn. Wow, nó tô một phần mà đã cảm giác đẹp rồi.
Rồi, ok, tiếp tục thôi. Nói chung nhìn trông khá là đẹp và ngầu lòi luôn. Giờ mình phải tô sao né cái chỗ chấm tròn tròn nó ra. Nice. Rồi, khá đẹp rồi, bên đây nè. Đây chúng ta cũng tô giống trang vậy thôi các bạn ạ. Siêu đẹp luôn. Nice. Cực kỳ đẹp. Ok rồi, còn một bà cuối cùng sẽ tô màu xanh cho nó như thế này. Cái lằn cái màu xanh này màu xanh chỗ này nó quá tuyệt vời. Sau khi mà tô xong thì nó sẽ được như thế này ha. Đây. Và đây là bức tranh hoàn thiện nha. Thanh 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 thanh. Rồi, video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye mọi người.